ta lịch sử vẫn chưa được đó. Nói nhiều thăng trầm đến thế. Như anh nghe trong bệnh viện nói, những cái cảm xúc mà qua 77 ngày nó gần như là đủ cho cả cuộc đời. Đây là những cái mà trải nghiệm tôi nghĩ rằng không bao giờ chúng tôi quên được. Hôm nay sau 77 ngày căng mình cùng Sài Gòn chống dịch, y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai được xếp gọn hành lý về Hà Nội. Tưởng chừng những bước chân này sẽ nhẹ hỏng đi trong ngày trở về, nhưng trong đôi mắt họ vẫn cho thấy sự đau đớn nặng trĩu tình nghĩa với Sài Gòn, với những bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 16. Và tôi vẫn còn nhớ cái thời khắc lịch sử khi nhận bệnh nhân đầu tiên, thì ngay trong đêm đấy thì là giờ, và chỉ trong một đêm đầu tiên đấy thôi, tôi đã nhận 60 bệnh nhân vào viện. Tôi chưa bao giờ chứng kiến số lượng nhân đông và nặng đến như vậy. Ngay bản thân tôi cũng trắng rồi, hàng chục bệnh nhân nặng và đã có những ca tử vong. Thì kích động đầu tiên đấy về gần như là ôm nhau khóc. Như bọn chị là những người bác sĩ mang hết tấm lòng để chữa bệnh, nhưng không phải lúc nào mình cũng có thể cứu chữa cho bệnh. Thì khi mà mình thắp hương ấy, thì mình cũng mong muốn rằng là những cái mình có khả năng làm được tốt hơn để cứu chữa được cho nhiều người bệnh hơn. Thắp nén nhang tri ân những bệnh nhân không may ra đi, ai cũng bồi hồi, nhưng hết thảy cũng tràn đầy hy vọng về một ngày mai nắng ấm, bệnh viện dã chiến được giải thể, tất cả chúng ta cùng quay về một cuộc sống bình thường và bình yên. Hà Nội cũng như bệnh viện Bạch Mai mang vào đây tất cả sự ấm áp và cả tất cả sự nhiệt tình cũng như là cống hiến. Hiện tại thì nay thì đã khá ổn, số lượng bệnh nhân bây giờ cũng đã giảm hơn rất là nhiều. Ngày sáng ngày hôm nay khi bọn chị đi làm ấy, đi lại qua lại cung đường cũ ấy, thì ánh nắng Sài Gòn rất là đẹp và cũng rất là mong rằng là một ngày mới đã đến với thành phố Hồ Chí Minh và mong rằng là các bạn sẽ nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường như ở ngoài Hà Nội. Thì hôm nay là cái ngày cuối cùng thì nó rất là nhiều cảm xúc. Cảm xúc khi phải chia tạm biệt ở chỗ này, cảm xúc là khi mình sẽ phải tạm biệt Hồ Chí Minh. Đấy, thì nó rất là có nhiều những cái gọi là mình sẽ rất là nhớ. Thực sự là mong muốn là Sài Gòn sẽ sớm trở lại bình thường với Hà Nội để chiến thắng đại dịch ạ.